Và bạn có tin vào chính bạn không vậy? Nếu như bạn không tin mình, sẽ chẳng có ai có thể tin mình được. Nhưng chỉ cần bạn tin chính mình, chỉ cần bạn cạnh tranh với chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn của bạn mỗi ngày, thì lúc đó cả vũ trụ này sẽ huy động nguồn lực để ủng hộ cho bạn. Bạn thân mến, qua quá trình làm việc với rất nhiều người thì Tuệ An nhận thấy có một cái nỗi sợ mà đôi khi còn đáng sợ hơn cả sợ chết. Đó là sợ đứng trước đám đông, sợ nói chuyện trước đám đông. Bởi vì chúng ta không có được sự tự tin, vì chúng ta luôn luôn cảm thấy ái ngại, vì chúng ta sợ phải lắng nghe những tiếng phán xét, đánh giá hay thậm chí là chỉ trích từ những người nghe. Và điều này thì tưởng chừng nghe đơn giản nhưng thật ra nó lại rất tệ và nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Từ việc chúng ta không có tự tin như vậy, chúng ta sẽ không dám chia sẻ, chúng ta sẽ không dám nói những cái điều mình muốn nói, mình cần nói và nên nói. Và từ đó sẽ khó có ai đó có thể thấu hiểu được chúng ta và rất khó để cho chúng ta có được tầm ảnh hưởng lên một ai đó. Và bây giờ thì trong video này, Tuệ An sẽ chia sẻ với bạn cái bí kíp để chúng ta lấy lại cái sự tự tin vào bản thân mình như thế nào nhé. Đầu tiên, hãy nhớ lại cái thời kỳ mà chúng ta còn nhỏ. Thời kỳ chúng ta còn là một đứa trẻ, hoặc kể cả là bạn không có nhớ điều này nữa, thì cũng hãy hình dung lại một đứa trẻ nó sẽ như thế nào. Có phải là chúng rất tự tin hay không? Chúng có thể lăn ra và ăn vạ trước một đám đông người. Chúng cũng có thể thoải mái chơi đùa, thoải mái cười nói khi xung quanh có rất nhiều người xa lạ chẳng hạn. Có nghĩa chúng luôn luôn rất tự tin vào chính mình. Và chúng ta cũng từng là một đứa trẻ như vậy. Nhưng lâu dần chúng ta đánh mất đi sự tự tin của đứa trẻ đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta lớn dần lên, khi chúng ta bắt đầu thể hiện những quan điểm, những cảm xúc, những thái độ của mình, và cho dù đó là thể hiện lành mạnh hay không lành mạnh, thì chúng ta cũng thường nhận được rất nhiều những sự đánh giá, chỉ trích, thậm chí là dán mác từ những đối tượng bên ngoài. Những đối tượng này có thể là người thân của chúng ta, hoặc có thể là những người bạn bè, những người lớn mà chúng ta gặp chẳng hạn. Và khi chúng ta quen nhận cái điều này, ví dụ như họ nói rằng biết gì mà nói, hoặc là khi chúng ta định chia sẻ thì bảo rằng cái chia sẻ của chúng ta nó là không đúng. Và khi chúng ta quá quen khi nhận được những cái sự phán xét đó, những người với nội lực mạnh mẽ thì có thể dễ dàng vượt qua và vẫn thể hiện là chính mình, hoặc học hỏi từ những lời phán xét để trở nên tốt hơn. Nhưng với những người có nội lực yếu thì chính những lời nói đến từ bên ngoài lại đè bẹp sự tự tin của chúng ta và biến chúng ta trở thành những kẻ tự ti, chẳng dám nói gì và cũng chẳng dám làm gì cả. Và nếu như chúng ta giữ mãi cái sự tự ti và nỗi sợ hãi như vậy thì tất nhiên chúng ta khó có thể hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này. Vậy thì đây là bí kíp dành cho bạn để bạn lấy lại sự tự tin vốn có của bạn. Và đây là giải pháp cho bạn để bạn có thể lấy lại sự tự tin vốn có của bạn như một đứa trẻ vậy. Đầu tiên, hãy sống với chính mình và ngừng sống cho người khác. Khi chúng ta quá để tâm đến lời khen, lời chê, những phán xét, những nhận định của người khác, thực sự là chúng ta đang sống cho họ đấy chứ. Chúng ta đâu có sống cho chính mình đâu. Vậy hãy quay trở lại và sống với chính mình. Khi ai đó khen chê, bạn hiểu rằng khen chê chỉ như gió thoảng mà thôi. Khen thì cũng chỉ để biết, mà chê thì cũng chỉ để biết. Thậm chí nếu như họ chê đúng, chúng ta sẽ mượn những cái lời chê của họ để hoàn thiện chính mình. Còn nếu như họ chê không đúng thì chúng ta buông xả thôi, cho nhẹ lòng, chẳng việc gì phải vướng bận vào nó. Và khi chúng ta sống với chính mình như một đứa trẻ thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn luôn tự tin. Giải pháp số 2 đó là chúng ta hãy thực sự xác định những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, những niềm tin giới hạn của bản thân và xoay chuyển nó. Ví dụ như Tuệ An ngày xưa, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có thể trở thành một life coach, một nhà huấn luyện viên về cuộc sống, một người chia sẻ và truyền cảm hứng đến cộng đồng. Nhưng tôi đã thay đổi niềm tin giới hạn đó bên trong mình. Tôi nghĩ rằng nếu như ai đó làm được trên cuộc đời này thì tôi cũng sẽ làm được,
và tôi còn làm được tốt hơn như thế. Và tôi bắt đầu cài đặt lại. Tôi tin tưởng vào chính mình. Và bạn có tin vào chính bạn không vậy? Nếu như bạn không tin mình, sẽ chẳng có ai có thể tin mình được. Nhưng chỉ cần bạn tin chính mình, chỉ cần bạn cạnh tranh với chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn của bạn mỗi ngày, thì lúc đó cả vũ trụ này sẽ huy động nguồn lực để ủng hộ cho bạn. Giải pháp số 3, đó là chúng ta cần phải có sự luyện tập. Làm bất kể điều gì chúng ta cũng cần phải luyện tập. Và sự tự tin thì cũng y chang như vậy. Và tôi đã từng đứng hàng giờ để luyện tập trước gương, mỗi một câu nói với chính mình rằng: à, tôi đủ tốt, tôi có sự tự tin, tôi không sợ hãi, tôi mạnh mẽ, tôi thành công, tôi trí tuệ, tôi nghị lực, tôi tử tế. Và tôi đã từng cài não hàng ngàn lần với chính bản thân mình như vậy. Tôi đã từng luyện tập nói trước gương. Và thậm chí khi tôi thấy mình có vấn đề về nói chuyện, làm sao mình nói mà người ta không nghe mình, làm sao mà mình có thể chia sẻ một cách tốt hơn đến mọi người đây? Bạn biết không, tôi đã để một chiếc điện thoại trước mặt của mình và tôi đã ghi âm những cái cuộc nói chuyện của tôi với cái đối phương, với đối tác hay thậm chí là một người thân của tôi. Tôi luyện tập từ trước và tôi xem lại, tôi thấy chỗ nào chưa ổn, tôi lại điều chỉnh, miễn là tôi nói từ trái tim của mình. Và từng ngày, từng chút như vậy, tôi bắt đầu có lại được sự tự tin với chính mình. Để rồi khi tôi đứng trên sân khấu của hàng trăm người thì tôi thấy tôi vẫn là chính mình mà thôi. Tôi vẫn tự tin, tôi vẫn như thế và tôi vẫn hạnh phúc. Và điều cuối cùng mà bạn cần làm đó là ngừng so sánh. Chúng ta sẽ rất dễ mất tự tin khi chúng ta đem mình để so sánh với một ai đó. Và cái điều tệ hơn đó là chúng ta lại thường lấy những cái yếu điểm của mình để đi so sánh với những cái ưu điểm của đối phương. Để rồi chúng ta thấy mình rất tệ. Tại sao mình lại không xinh bằng cô người mẫu? Tại sao mình lại không nói hay như một diễn giả? Tại sao mình lại không có thân hình đẹp như là một huấn luyện viên thể dục? Trời ơi, chúng ta so sánh bản thân mình như vậy có phải là đang rất không công bằng với chính mình hay không? Và càng so sánh thì càng tự ti, nên tốt nhất là chúng ta hãy ngừng so sánh. Chúng ta hãy tập trung vào những giá trị của bạn. Bởi vì tôi tin chắc chắn một điều rằng, cho dù bạn đang là ai, bạn đang như thế nào, thì bạn vẫn luôn có giá trị. Bạn vẫn luôn có thể trở thành những người tuyệt vời hơn chính bạn bây giờ. Bởi vì cho dù bạn đang đạt được thành tựu gì, thì điều đó vẫn đang rất nhỏ với gã khổng lồ bên trong bạn. Chỉ cần bạn tin vào điều đó mà thôi. Nghệ thuật chia sẻ từ tâm thực sự sẽ là một khóa học cực kỳ tâm huyết của Tuệ An dành cho các bạn mong muốn trở thành một nhà coaching, một nhà lãnh đạo, một người chia sẻ hoặc có thể truyền cảm hứng từ tâm của mình. Và bạn biết không, bạn sẽ học được gì từ khóa học này? Bạn sẽ hiểu về quyền lực đích thực. Bạn sẽ hiểu về như thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo. Đâu phải chúng ta phải đi học kỹ năng lãnh đạo gì đó đâu. Điều đó là quan trọng, nhưng có một điều còn quan trọng hơn. Đó là bạn phải học được cách lãnh đạo chính mình và tạo ra tầm ảnh hưởng cho những người khác từ tâm, từ trái tim, từ tình yêu thương và từ những sức mạnh đến từ bên trong chính bạn. Bạn cũng sẽ phải vượt qua sự sợ hãi, sự tự ti của mình để xây dựng cái sức mạnh đến từ bên trong đó. Và bạn sẽ khám phá ra được những tuyệt chiêu để bạn thu phục trái tim của một người khác, cho dù đó là con cái, là bạn đời, là một người thân nào đó trong gia đình, hay là đội nhóm, là cộng sự, là những người đồng nghiệp của bạn. Và một điều quan trọng, nghệ thuật chia sẻ từ tâm sẽ giúp bạn có thể truyền đạt những thông điệp mà bạn muốn nói với đối phương một cách liền mạch, mạnh mẽ, một cách truyền cảm hứng từ trái tim đến trái tim. Và từ đó bạn cũng sẽ nâng cao được uy tín và sức ảnh hưởng của mình với chính mình và với cả những người khác nữa. Đặc biệt nếu như bạn muốn đi những bước chân đầu tiên để trở thành một life coach, dịch ra tiếng Việt tạm dịch đó là một huấn luyện viên trong cuộc sống, là một người tư vấn, một người có thể giúp cho những người khác trở nên hạnh phúc hơn, tử tế hơn, đặc biệt trong lĩnh vực chữa lành tình cảm và mối quan hệ, thì đây là một khóa học mà bạn không thể bỏ qua. Tuệ An sẽ đúc kết tất
cả những kinh nghiệm trong suốt những năm qua khi làm việc với hàng ngàn phụ nữ, hàng ngàn đàn ông và hàng... Tuệ An sẽ đúc kết tất cả những kinh nghiệm quý báu trong suốt những năm qua, làm việc không mệt mỏi với hàng ngàn người để giúp cho họ hạnh phúc hơn, để biến nó trở thành những lộ trình, những công thức, những quy trình cực kỳ rõ ràng và cụ thể, và sẽ chia sẻ riêng cho những học viên tham gia khóa học này để bạn có thể áp dụng vào trong công việc cũng như cuộc sống. Và điều cuối cùng, khi tổ chức khóa học này, Tuệ An cũng mong muốn tìm kiếm được những người cộng sự sẽ đồng hành cùng với Tuệ An, để cho dù sau này Tuệ An có không còn xuất hiện nữa thì vẫn có các bạn để chia sẻ những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Bạn thân mến, và nếu như bạn muốn đồng hành cùng với Tuệ An để có thể phát triển bản thân mình từng bước đi trên con đường của chân lý, đi trên con đường của ánh sáng, của niềm tin, của những điều tốt đẹp, và trở thành một người muốn giúp đỡ cho những người khác, muốn truyền đạt những cảm hứng tích cực cho những người khác, thì hãy ngay lập tức đăng ký khóa học này. Bạn có thể đăng ký khóa học bằng cách ấn vào đường link ở phần mô tả của video, hoặc bạn có thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận để đội ngũ có thể liên hệ với bạn và hỗ trợ kịp thời nhé.